Trạm Cứu Hộ Trái Tim là bộ phim truyền hình đang lên sóng VTV nhận được sự quan tâm của khán giả. Diễn biến mới hé lộ nhiều tình tiết xung quanh màn trả thù của nhân vật Nghĩa đối với gia đình vợ cũ Ngân Hà. Mới đây, Quang Sự đã bất ngờ chia sẻ lên mạng xã hội những hình ảnh chụp chung cùng con trai cưng Gôn trên phim Trường Trạm Cứu Hộ Trái Tim. Nam diễn viên chia sẻ đầy thú vị, làm quen dần với cuộc sống như này đi Gôn con ơi. Tái bút, loạt ảnh cuộc sống lang thang của cha con Nghĩa và Gôn. Bên dưới phần bình luận, cả Lương Thu Trang và Hồng Diễm đều đã để lại những dòng bình luận đầy vui vẻ. Trong khi Lương Thu Trang lém lỉnh, có mẹ rồi hai bố con cứ yên tâm về nhà, thì Hồng Diễm lại hài hước trêu đùa hai bố con Quang Sự, mặt hai bố con diện quá là diễn. Chia sẻ đầy vui vẻ của Quang Sự dường như đang hé lộ về cái kết đầy nghiệp quả đối với nhân vật người chồng bất nhân nghĩa. Trên khắp diễn đàn yêu phim Việt Nam và cả trang cá nhân của diễn viên Quang Sự, người xem đều cho rằng nhân vật Nghĩa quá ác. Người đàn ông này đã bị hận thù che mắt, tàn nhẫn xuống tay với vợ. Cái ác, sự nhẫn tâm ở đây chính là cái cách mà Nghĩa đã bày ra, từ từ dìm chết người phụ nữ đầu ấp tay gối của mình. Nghĩa để Ngân Hà tận hưởng hạnh phúc hoàn hảo suốt 5 năm qua, sau đó bất ngờ cho cô cảm nhận nỗi đau đến vô cùng trong bữa tiệc sinh nhật đón tuổi 35. Chính bản thân Quang Sự cũng thừa nhận nhân vật Nghĩa quá dã man. Ở các tập gần đây của Trạm Cứu Hộ Trái Tim, khán giả dành nhiều lời khen cho diễn xuất của Quang Sự, đặc biệt ở những diễn biến bùng nổ trong những tập phim gần đây. Tuy nhiên vì nội dung phim quá ám ảnh, đẩy cảm xúc của người xem đến trạng thái tiêu cực, phẫn uất dành cho nhân vật Nghĩa nên nhiều người đã bày tỏ sự phát điên của mình. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại! Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.